Mời quý khán thính giả nghe bài viết Kẻ Rỡm Đời, tác giả Lê Kiều, phỏng theo ý Le Fet của nhà văn Pháp La Prier, đăng trên group Facebook Chuyện Làng Quê qua giọng đọc Mai Điền. Này anh kia, anh đang khoe khoang vàng bạc chói lòa trên con người anh, thì vàng bạc lóng lánh long lanh còn hơn thế nữa. Có thiếu gì đâu trong các cửa hàng kim hoàng như Bảo Tín, Minh Châu chẳng hạn. Này anh kia, anh đang vênh vang y phục của anh đều là hàng hiệu, cô tôm len dạ 100%, ai đó đừng có mơ. Thì trong các cửa hàng cắt may, y phục thời trang, siêu thị Vincom Hà Nội, ê hề những thứ đó, anh quán gà sao? Này anh kia, anh đang tự đắc chiếc đồng hồ giá 100.000 đô, lắc vàng, nhẫn bạch kim gắn các viên siêu kim cương lấp lánh, sapphire, hồng ngọc, có 102 trên đời này. Thì có ai đó nói, những thứ đó chỉ để phô trương, không thiết dụng. Anh giống như một gã lấy vợ già lắm của, hay hớm nổi gì. Này anh kia, anh đang cầm gậy đi trên sân golf, điệu đàn trong bộ quần áo có túi sâu, gài một găng tay thò ra mấy ngón. Tưởng đâu mình là quý tộc với một đám người vây quanh hầu hạ, kiêu hãnh làm sao. Thì có ai đó nói, mẹ anh ở quê đang lần mò từng con tôm, cái tép, cuộn rau để sống, biết hay vợ không biết. Này anh kia, tất cả những gì treo trên người anh, cả cử chỉ học đòi, không làm tăng giá trị con người anh đâu. Nếu trút bỏ tất cả những thứ đó ra khỏi người anh chỉ là kẻ rỡm đời. Hà Nội, 7 tháng 9, 2021.